chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay á là xin muội có rất là nhiều bóp ít đủ thứ hình luôn nha. Đây là hình tròn, đây là hình gì muội? Hình vuông. Rồi, đây là hình hình ta chế con mực. hình lục giác nha các bạn. Lục giác. Hình lục giác. Cái xe. Cái tim. Con bướm. Ống lông đây. Ngựa đây, ngựa đây, ngựa con đi đây. Quá trời luôn. Ơi, cô ba có sủi cam nữa kìa. Rồi bây giờ làm phát hiện. À, mình còn có cái giỏ bút ít nữa các bạn ơi, đây. Nhưng mà có thể mang vô luôn nè. Nhưng mà bạn buổi cấm. Có đựng đồ đó. Trà sữa. Trà trong cái giỏ có đồ gì. Wow. Con bé bé. Trời ơi. Nhưng mà bạn buổi muốn trà sữa. Trà trâu đừng ta. À, có trà sữa luôn, có trà sữa luôn nè. Rồi cho cậu ba bổ sung vitamin C và một quả khóm. Tôi khóm ngủ sắc luôn các bạn ơi. Rồi. Còn mẹ xin mọi sẽ bổ sung vitamin A bằng một quả dâu tây các bạn ơi, quả dâu tây. Thôi cái này một... hết luôn rồi, hết luôn rồi. Thôi cái này cũng không trà sữa, không trà sữa. Không trà sữa. Đây. Trà sữa không hên nha. Không hết rồi, không hết từng chầu. Ôi cái túi này mình có thể bóp được luôn các bạn ơi nè. Bóp thử coi. Nè. Bóp bóp luôn á. Nè, bóp bóp bóp. Không, cái túi này dễ bóp lắm luôn. Hình như có cái dây nữa này à. Đúng rồi, có cái dây mình mang lên luôn. Được không? Wow, cái này mình có thể bỏ tiền trong này luôn nha các bạn. Không. Đựng tiền, đựng tiền. Không, 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 bỏ cái. Bóp ít luôn hả? Bóp ít luôn. Có dây kéo luôn, có dây kéo kéo lại luôn, khóa lại luôn. Wow. Đây là cái túi thiệt mà bằng bóp ít luôn. Rất là phê luôn. Máu để đi tâu. Đi tâu mà có thể được tiền được không á. Đi tâu cũng tiêu được mà chơi được luôn á nha. Vừa đi chơi, vừa đi siêu thị, vừa đi chợ cũng được. Top đi đeo để đi xì, đi xì, đi xì. Cái túi rất là thời trang luôn các bạn ơi. Đó. Đi xì coi đi mẹ. Cái dây của nó cũng ngũ sắc luôn nè, đẹp không? Vòng vòng vậy. Có ba túi không? Có, à, bây giờ mình thi đi, thi đi. Gì mẹ xin mọi là tái dâu. Mọi người nó cũng đông. Mọi trang trang. Cậu ba trà sữa nè, trà sữa nè. Rồi, trà sữa luôn. Rồi, bắt đầu nha. Anh gì bằng mũi có chút xíu rồi con. Mọi là cái khóm này đi. Rồi. Bạn mũi hết. Sao đi, hay là gì đi. Không, không, để khoan từ từ. Để đẩy lên hết đã. Chuẩn bị nha. Chưa, đẩy lên hết đã. Này đây đi. Chuẩn bị nha. Chưa. Chuẩn bị. Chưa. Chưa. Mẹ xin mũi cho anh vàng. Ôi sao tái dâu này khó bóp nha. Tái dâu khó bóp. Cho mũi bóp đi, cho mũi làm đi. Cho mũi làm tái dâu. Rồi ok nha. 1, 2, 3. Sao gì vậy? Gì vậy? Rồi xong nha. Nãy giờ lừa cậu ba dữ quá. Wow. Sao cậu ba thằng ba. Ba người thi mà cậu ba thằng ba. Cái này nhiều lỗ mà. Mẹ mũi khen lắm. Kiếm cái tải này đi. Cái khóm nha. Rồi. Bạn ngồi cho hình coi sao. Bạn ngồi ngồi sao. Ngồi sao. Chưa. Rồi, mình thi tới dâu xong. Bây giờ mình sẽ làm chưa, cái trà sữa. Chưa làm sao. Cậu ba đổ thừa cái này nhiều quá. Ai thắng là được hết tô ít này luôn nha. Ai thua rồi. Thôi ai thắng được con bướm bướm. Hai cái giỏ này đi. Rồi. Một. Bạn bướm nó phải giỏ quá. Mỗi. Một, hai, ba, bắt đầu. Ai nhất vậy? Bằng mũi. Bằng mũi nhất, bằng mũi nhất. Hai giờ bằng mũi được cái giỏ này. Cậu ba nhất phân diễn mà. Không, bằng mũi nhất. Rồi. Yeah. Mấy khác. Chơi vòng cuối cùng nha. Bây giờ là mình là con bướm nhất bạn ơi. Cứ vòng tròn đi cho nó tròn. Bây giờ thì mình đặng mình ngủ xét đi. Chuẩn bị nha. Rồi chưa. Mày quyết định chiến thắng cuối cùng nha. Chưa. Chưa lên hết. Anh chưa. Cho nó lên hết rồi. Rồi. Ok. Ai thắng là thắng luôn nha. Còn mày còn ai thua là thua luôn. Ừ. 1 2 3. Yeah. Lấy trà sữa nha. Ở trong cái túi ông mũi có cái gì nè. Ông mũi còn bỏ ngựa cái này nữa là sao. Trời ơi.
Trời ơi kỳ quá. Đồ kỳ quá. Ăn quá. Gen. Gen. Tim nè. Đau quá đau quá. Thành công bướm bướm các bạn ơi, đẹp. Bướm bướm đẹp. À giờ hồi nãy giờ không thấy mấy cái hình đó ha. Có trái khóm với trái dâu nè. Dễ thương nha. Hai trái cây. Hai trái cây hả? Bát nữa nè. Nữa à, nè. Có trà sữa luôn. Đây. Ừ. Ừ. Coca hay trà sữa vậy? Trà sữa đó con. Trà sữa trân châu nè. Hột trân châu nè. Hột trân châu. Trân châu ngũ sắc luôn. Quá trời trân châu ngũ sắc luôn. Nào xanh. Con vịt. Con xanh lá mà nhạt nhạt nữa mà hồng. Tím xanh lá đậm hơn chút rồi. Vàng trắng, vàng trắng luôn ơi. Dữ dội, dữ dội. Rồi, có quất là nhiều, hai trắng trâu nhiều ngũ sắc. Chơi mới chơi cái bài kia kìa, nó mới nhanh. Còn chơi cái bài ngược nó chậm gì à, nó không có xuống. Cái túi mùi á, cái túi của mùi ở trong bấm ra nó nhanh hơn nè. Ừ, nè nó kêu bóc bấm bóc nhẹ bóc rồi, nó kêu à, nó xuống à. Còn ở ngoài bấm vô khó hơn đó. Bấm hơn. Đó, đó. Đứt của bạn mùi mà làm gì? Thôi bấm mở ra chơi luôn đi. Bấm ké bằng mũi hay mũi. Yeah. Bye bye các bạn. Bye bye.